Xin chào tất cả các bác, chào tất cả anh chị. Hôm nay em giới thiệu đến mọi người với cái cây trầm 4N, trầm 4N Đài Loan. Thì cây này cũng là một cái cây Anosum, có nghĩa là cây phi điệp ấy, cây phi điệp lai với cây trầm Nectar, cây trầm Đài Loan. Cây trầm Đài Loan thì được lai từ cây phi điệp với cây Deparisi với cây đen Anosum. Đấy, còn cái cây trầm này thì được lai từ cây phi điệp với cái cây Nectar đó. Hai cây lai nhau. Thì nó tạo ra một cái cây này của người ta mọi người hay gọi về cái cây này là cái cây trầm 4N. Cái này thì nó có, hôm nay thì cây này thì nó chưa có mầm mấy. Đây, em sẽ quay xuống mầm chút, nó chưa có mầm. Chưa có mầm, rất là ít mầm, mầm rất là nhỏ. Đấy. Thế nên là bây giờ thì vẫn chưa thể mô tả cái thân lá nó được. Nhưng cái cây này thì cái thân lá của nó không khác gì cái cây trầm tím Đài Loan cả. Nhưng cây trầm tím Đài Loan, cái cây Nectar ấy, thì hoa của nó, thân lá của nó to mập hơn, nhưng hoa của nó không bằng cây này được. Cái này thân nhỏ và dài hơn. Cái này hoa thân lá của nó dài có thể tầm 1.5 mét. Từ 1 mét đến 1.5 mét, dài hơn cây kia. Nhưng thân nó lại nhỏ và gầy hơn. Thân của nó chỉ đạt tầm độ khoảng 0.5 đến 1 cm là cao thôi. 1 cm là cao. Còn không thì người ta nó chỉ tầm tối đa khoảng 1.5 cm. Nhưng còn những cái cây trầm Đài Loan ấy, cây trầm Nectar ấy, thì nó thân nó to mập hơn, nhưng nó ngắn hơn, nó to mập hơn. Nó có thể to được tầm độ 1.5 đến 2 cm nếu đường kính đoạn thân to nhất. Nếu như mà mình nuôi trồng trong miền Nam hoặc Lâm Đồng, những cái tỉnh từ Đà Nẵng trở vào ấy, trong cái kiệu cũng rất là tốt. Cây nó phát triển to và thân nó mập, nhưng còn ngoài miền Bắc thì cây nó không thể mập được. Cái cây trầm 4N này thì em sẽ giải thích một chút về cái việc mà 4N của nó. 4N của nó, cây này người ta gọi là 4N đơn giản vì cái bông hoa của nó cũng thực sự là khác lạ và bông rất là to. Mình hiểu nôm na thì cây, những cái cây 4N về từ nước ngoài về ấy, nó là cây bông to và màu rất là đẹp. Thế nhưng cây này là màu tím rất là đẹp và bông rất là to. Bông của nó đường kính khoảng từ 8 đến 10 cm rất là to. Và khi đấy là khi mà nó quăn rồi ấy. Có nghĩa là nó quăn như thế này đó. Chứ còn nếu như mà không mà cánh nó mà phẳng thì những cái bông này sẽ rất là to. Nó to có thể là phẳng ra này, nó có thể là 10 đến 12 13 cm. Nó rất là to, bông to lắm chị. Thì cái cây 4N ấy thì mọi người có thể tham khảo thêm trên các phương tiện truyền thông khác, thì người ta cũng nói rất là nhiều về cái 4N. Thì em cũng nói sơ qua về cái 4N, có nghĩa là cái thuật ngữ riêng về bộ nhiễm sắc thể. Thì còn 4 có nghĩa là N, có nghĩa là nhiều. Còn như những cái cây bình thường thì nó chỉ là hai sắc thể thôi. Thì cái này ở Wikipedia người ta cũng có nói rất nhiều và em tìm hiểu trên internet thôi. Đấy, thì mọi người cũng có thể xem thêm ở trên đó. Còn mình hiểu nôm na đơn giản thì nó là một cái cây nhiễm sắc thể, cây được công nghiệp nhân tạo nhiễm sắc thể với lưỡng bộ và tứ bộ. Như cây này là cây tứ bộ, còn lưỡng bộ thì là hai nhiễm sắc thể, còn đây là 4N, đấy, gọi là đa bội. Thì mọi người có thể tìm hiểu thêm những cái chi tiết này sau, bởi vì nó cũng có những cái thuật ngữ riêng về những cái cây như gọi là tam bội, tứ bội, 3N, 4N, 2N, hoặc là va, semi, semi ăn ba hay là va ăn ba. Thì nó cũng có một cái số cái ký hiệu riêng của cái cây, những cái cây mà kiểu dạng như là đột biến gen kiểu dạng vậy. Thì anh chị có thể tham khảo thêm một số những thông tin truyền thông khác. Cảm ơn tất cả mọi người. Hôm nay thì em giới thiệu cái cây 4N, hoa nó rất là đẹp như thế này và hương rất là thơm anh chị nhé. Cảm ơn tất cả mọi người, xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào những video sau với những cái cây hoa lan khác, với những cái cây dễ trồng và dễ chăm sóc. Cảm ơn tất cả các anh chị. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại.